Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 16 tháng 6 năm 2021, Nguyên Audio rất hân hạnh lại được giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc đài cassette cổ đến từ đất nước Nhật Bản. Đó là chiếc đài Sharp GF3 số 7, chiếc đài huyền thoại đã đi vào lòng người của đất nước Việt Nam chúng ta rất từ lâu rồi. Và hôm nay rất vinh dự được chào đón chiếc đài này về tại cửa hàng bên siêu thị về. Còn mới tới 99%. Hàng đẹp long lanh như mới, hàng tồn kho quý vị nhé, hàng tồn kho đẹp long lanh như mới, zin nguyên bản, và mọi chức năng của chiếc đài Sharp GF3 số 7 này thì đều hoạt động hoàn hảo. Chiếc đài này thì có số seri là 305-58419. Quý vị nhé, nó có số seri, xin nhắc lại là 305-58419. Đọc cái số seri này để cho quý vị và các bạn chúng ta mua sản phẩm thì chúng ta đọc cái số seri lên thì Nguyên Audio sẽ báo cho quý vị là còn hàng hay là hết hàng, và chiếc đài này về vào ngày nào. Và ngày hôm nay là ngày 16 tháng 6 quý vị nhé. Như đã giới thiệu tới quý vị và các bạn chúng ta rất là nhiều lần rồi, chiếc đài Sharp GF3 số 7 được sản xuất vào những năm thập niên 1980 và được rất nhiều anh em chơi radio cassette của nước Việt Nam chúng ta cũng như trên thế giới sưu tầm chiếc đài Sharp GF3 số 7 này. Nó là một trong những chiếc đài huyền thoại cổ xưa. Chúng ta vừa trang trí gia đình nhà chúng ta thì rất là cổ kính quý vị nhé. Mang lại chất âm rất là mộc mạc và chi tiết. Chiếc đài này thì nó chạy hai cửa băng cassette. Hai cửa băng cassette này có radio AM và FM tần số 108. Ngoài ra thì nó còn có thêm một cái đường line in để cho quý vị chúng ta kết nối với các thiết bị thông minh ở ngoài vào. Và nó còn rất nhiều các tính năng khác ở trên chiếc đài này. Ví dụ như là chúng ta có thể vi tinh chỉnh được bass chép này, volume to nhỏ. Và đây thì nó có 4 bang này quý vị nhé, 4 bang này. Đẹp long lanh như mới. Như mới ở chiếc đài này là như thế nào thì Nguyên Audio sẽ giới thiệu. Những cái chiếc đài mới, đài đẹp thì chúng ta nhìn vào mặt trước của chiếc đài này đây thì nó phải rất là sáng và rõ quý vị nhé, rất là sáng. Tất cả các cái núm nút trên những cái chiếc đài mà đẹp thì là không bị zoom một chút nào. Từng phím nút thì phải không bị zoom. Thứ hai nữa là cái mặt kính ở trên sóng radio đây thì nó phải trong veo quý vị nhé, trong veo. Và chiếc đài này thì có hai cái đồng hồ vuông lắc theo nhạc. Những cái mạ chrome thì không được phép zoom. Đây, kể cả cái tay nắm, tay xách đây quý vị nhé, tay xách cũng vậy, hai bên mạ chrome đều là sáng bóng. Và loa thì cũng như vậy, loa có cái mạ chrome của loa bass và loa chép thì chúng ta có thể soi gương được. Nón thì được làm bằng nón nhôm màu trắng sáng bóng. Nguyên Audio sẽ bỏ cái căng đậy bảo vệ loa đằng trước, căng của nó là căng sắt, lưới sắt màu đen bảo vệ đằng trước quý vị nhé. Đây là toàn cảnh bốn chiếc loa bass. Sử dụng 4 chiếc loa bass và 2 chiếc loa chép quý vị nhé. Có vi tinh chỉnh bass riêng, super bass riêng đây ạ. Đấy, rất là sang trọng và rất là đẹp. Và trước khi vào test chiếc đài Sharp GF3 số 7 này thì Nguyên Audio cũng xin được báo giá luôn. Chiếc đài này thì mới như thế này, đẹp như thế này thì Nguyên Audio cũng đấu giá bên Nhật về với mức giá rất là cao, nhưng mà cũng đáng để cho anh em chúng ta sưu tầm, đáng đồng tiền bát gạo quý vị nhé. Chiếc đài này thì cửa hàng Nguyên Audio đang bán với giá 31 triệu đồng chiếc Sharp GF3 số 7 về trong ngày hôm nay, ngày 16 tháng 6. Và Nguyên Audio sẽ test mọi chức năng. Đầu tiên thì sẽ test cái radio đầu tiên quý vị nhé.
là đèn vu này quý vị này, đèn vu này. Em như trên bầu cầu tung cánh giữa trời. Ta dí vào cái nút này thì đèn vu cho nó sẽ tự sáng nhé. Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời. Em như chim bồ câu trắng bay giữa trời. Em mong sao không có nước mắt rơi chia lìa. Em mong sao trên trái đất hoa thơm nở bốn mùa. Em mong sao trên trái đất mỗi con người như em đây là xin trắng chim hòa bình sống đi. Tiếp theo thì sẽ test cái cửa băng số 1 cho quý vị này. Tiếp theo thì Nguyên Audio sẽ test cái cửa băng số 2 này. Trước khi vào test cái cửa băng số 2 này thì Nguyên Audio cũng xin giới thiệu thêm là cửa hàng Nguyên Audio luôn luôn bán những chiếc đài tuyển chọn quý vị nhé. Hàng đẹp xuất sắc như mới. Còn những hàng đã cũ nát thì cửa hàng Nguyên Audio không bán. Trọn đời yêu em, sao nỡ đành lòng nào lại quên?
đấy, tiếng của nó thì rất mộc mạc và rất là hay, để đáp ứng nhu cầu đam mê âm thanh cổ của quý vị và các bạn chúng ta trên khắp mọi miền tổ quốc. Thì Nguyên Audio luôn luôn sẵn lòng tìm kiếm những chiếc đài radio cassette đẹp nhất bên siêu thị Nhật Bản về để phục vụ quý vị và các bạn chúng ta trên khắp mọi miền. Và quý vị và các bạn chúng ta đừng quên đăng ký kênh của Nguyên Audio để nhận được những video mới nhất. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn chúng ta video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.